Xin chào các bạn khán giả của New Chúa Tể Phim. Các bạn thân mến, Confession lời thú tội được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên của Kani Minato, một bộ phim khá u ám kể về tai nạn thảm thương tại một trường cấp 2, nơi tìm thấy thi thể của cô bé 4 tuổi trong hồ bơi. Không phải tự nhiên mà Confession trở thành niềm tự hào của người Nhật khi có mặt trong vòng loại Oscar lần thứ 83. Đây không chỉ đơn thuần là bộ phim tâm lý kinh dị chỉ tập trung gây sợ hãi, với những cảnh máu me mà thứ khiến chúng ta sợ chính là lòng người. Confession đã khắc họa thực tế vấn nạn bạo lực học đường với bối cảnh một lớp học với những con người vô cảm, cợt nhả, hèn nhát. Dù có nghe đến cái chết của một đứa trẻ vô tội, họ vẫn bỏ ngoài tai, lạnh lùng vì cho rằng đó không phải là chuyện của mình, cho đến khi biết mình có thể nhiễm HIV mới có chút lo phản ứng. Những cô cậu mới lớn ấy không chỉ bàng quang trước bi kịch của người khác mà còn thản nhiên gây nên bi kịch cho người khác bằng những trò bắt nạt quái gở của chính mình. Hãy cùng Chúa Tể Phim khám phá bộ phim đặc sắc này nhé! Bộ phim mở đầu với cảnh nhốn nháo trong một lớp học. Hôm nay là ngày cuối của học kỳ nên ai cũng cảm thấy thời gian sao trôi chậm thế. Bây giờ là giờ uống sữa nên học sinh đều chăm chỉ bất ngờ. Trong hộp để sữa đều có ghi tên lớp và số thẻ học sinh tương ứng. Cô giáo chủ nhiệm Yoko đi vào lớp cắt ngang tiết mục vui vẻ của các em. Vừa đi vừa dặn dò học sinh uống sữa xong phải để hộp vào trong giỏ. Các em học sinh đều đang ở độ tuổi phản nghịch nên chẳng có ai để tâm đến lời cô giáo. Cô giáo Yoko bước lên bục giảng, nói với các em rằng học kỳ này kết thúc, cô sẽ xin từ chức không dạy học nữa. Vừa nghe thấy vậy, tất cả học sinh trong lớp vui vẻ hoan hô như là nhặt được tiền. Vào đúng lúc ấy, một học sinh nam đứng lên ngăn các bạn khỏi chàng cười nói vô duyên. Yoko thấy vậy liền chậm rãi bước tới, cô đọc một vài dòng trong sách do một giáo viên viết, đây cũng chính là người cô giáo cực kỳ yêu thương, chồng chưa cưới của Yoko. Kẻ yếu đuối luôn làm đau kẻ yếu hơn mình, bỏ qua và cái chết phải chăng là lựa chọn duy nhất? Không, thế giới ta đang sống không có giới hạn. Nếu bạn rơi vào tình huống khó xử, bạn có thể lẩn tránh tới chỗ an toàn hơn. Đây cũng chính là lời khuyên mà cô giáo Yoko trước khi nghỉ dạy muốn tặng học trò của mình. Sau đó cô viết chữ sống rất lớn ngay giữa bảng và bắt đầu bài giảng cuối cùng. Rất nhiều người biết Yoko là mẹ đơn thân nhưng mọi người không biết rằng bố của đứa bé cũng là một giáo viên mà cô hết mực kính trọng. Vào trước hôm cử hành hôn lễ, cô phát hiện mình có bầu, còn chồng chưa cưới bị nhiễm HIV. Cô kể đến đây, học sinh trong lớp bỗng nhiên nhất loạt ngồi ngay ngắn yên vị, thậm chí còn có một nữ sinh nín thở. Cô thừa biết các em sợ điều gì, sau đó nói với học trò của mình không hề bị nhiễm bệnh. Để đứa bé trong bụng ra đời khỏe mạnh và có đời sống tinh thần tốt, Yoko đã bàn với chồng chưa cưới hoãn đám cưới lại. Đứa bé ra đời không có bố rất đáng thương, nhưng còn hơn là bị người khác coi thường dè bỉu. Trời thương đứa bé ra đời không bị nhiễm, Yoko rất yêu bé. Một năm sau, Yoko đưa con đến nhà trẻ và đi làm lại. Chiều lại nhờ bà lão đến từ trung tâm tình nguyện bên cạnh trường chăm sóc đứa bé. Nhưng đầu năm nay bảo mẫu ốm nằm liệt giường, cô phải đưa con đến trường đợi tan làm. Ngày thứ tư hàng tuần Yoko đều phải họp và ngày hôm đó cô phải đi đón con gái đưa đến phòng y tế ngồi đợi mình sớm hơn mọi lần. Sau khi họp xong đưa con gái về nhà, chẳng ngờ vào sáng ngày 13 tháng 2, con gái cô thiệt mạng ngay hồ bơi. Cảnh sát suy đoán rằng cô bé đã không cẩn thận ngã xuống hồ dẫn tới chết đuối. Yoko kể đến đây bỗng có hai học sinh thường chơi cùng bé gái bật khóc nức nở, còn lại tất cả học sinh trong lớp mặt lạnh tanh, lãnh cảm nghe chuyện, chẳng ai an ủi cô giáo, cũng chẳng một ai thương cảm cùng cô. Sau khi con gái mất, Yoko mới biết rằng cô bé tuần nào cũng giấu mẹ đến hồ bơi ở nhà bảo mẫu cho cún ăn ở đó. Cô thừa nhận mình làm mẹ nhưng không dành thời gian chăm lo cho con. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó bởi cô biết cái chết của con có uẩn khúc. Cô cho rằng con gái bị hai nam sinh trong lớp mình giết chết. Chú chó ăn vụn bánh mì nạn nhân cho trước khi gặp nạn. Yoko nhắc đến vụ rắc rối điên khùng nổi tiếng, cô gái nghiền thuốc độc cho vào canh để hại chết toàn bộ trong nhà. Thế nhưng hung thủ chưa đủ tuổi vị thành niên và nhờ ở trong trại cải tạo được người ta hướng dẫn viết một bức thư xin lỗi, chẳng hề chân thành mà lại có thể thành công đổi lấy tự do. Không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào, chính sự hồ đồ của vị luật sư đã hộ thân cho những đứa trẻ chưa đủ 14 tuổi, dù có giết người cũng chẳng bị xử tội. Sau nghi lễ tiễn con gái kết thúc, chồng chưa cưới của Yoko đau khổ vô cùng, khiến cho bệnh tình trở nặng, chỉ còn sống được vài tháng nữa. Có lẽ do sự ra đi đột ngột của con gái đã khiến lòng Yoko nguội lạnh, cô nghe tin mà chẳng chút gợn sóng. Yoko quay về nhà bảo mẫu để lấy di vật con gái, phát hiện ra một cái ví tiền hình chú thỏ đáng yêu mà mình chưa từng mua cho cô bé và một quả bóng chày. Cô bỗng nhớ đến một học sinh bị phạt quét dọn hồ bơi, sự tò mò của các em học sinh còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi đang phải ngồi cùng hung thủ ngay trong lớp. Nhưng Yoko tạm thời không chỉ đích danh hai kẻ đã hại con mình mà chỉ nói bóng gió gọi họ là A và B. A mặc dù thành tích học tập đáng nể nhưng bên cạnh vẫn có những lời đồn không hay về cậu, từ nhỏ đã có nhiều phát minh khoa học lập dị đến đáng sợ, thậm chí còn dùng những phát minh đó để ngược đãi động vật, sau đó tung ảnh lên trang cá nhân. Nghe đến đây đã có người đoán được hung thủ A chính là Suya. Suya từng khoe với Yoko phát minh mới của mình, đồng thời mời cô giúp mình tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật. Trong đó, phát minh của cậu chính là chiếc ví có thể gây giật. Mặc dù trong bản báo cáo có ghi rõ tính an toàn của sản phẩm, nhưng rõ ràng phát minh này không hề an toàn và người phát minh ra nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Yoko đã thử nói chuyện này với hiệu trưởng, nhưng ông chỉ cười nói coi như chẳng quan trọng. Không chỉ vậy, phát minh của Suya còn nhận được giải thưởng trong cuộc thi. Trong mắt của Yoko, động cơ giết người đơn giản của Suya có phần ngu ngốc, hoặc giả cậu ta chỉ muốn mọi người công nhận những phát minh của mình là có giá trị. Tin tức giành giải của Suya được đăng lên báo, nhưng lại không được lên trang nhất.
chỉ vì vụ án rắc rối điên khủng quá hot, thế là Chuya đã nghĩ đến việc chế tạo một chiếc máy giết người. Yoko cầm ví tiền con thỏ đến nói chuyện với Chuya thì cậu ta thái độ ngang ngược vô cùng, đối mặt với một người mẹ mất con vậy mà chẳng chút hối hận lại còn tự đắc vì mình thật tài năng. Tiếp theo, Yoko kể đến hung thủ B. Khi cô đoán ra B đã từng đến nhà của học sinh này, B là một người thiếu hụt kỹ năng kết giao với những đứa trẻ khác. Và một ngày, B bị một nhóm thanh niên bao vây làm khó tại quán net. Sau khi bị cảnh sát đưa về đồn đã thông báo về trường, nhưng cô giáo Yoko không tới, thay vào đó là một thầy giáo lớp bên cạnh. Do B ra vào quán net vi phạm luật trường nên đã bị phạt lau dọn hồ bơi. Rồi đến đây cả lớp cũng đoán được B chính là Naoki, nhưng ai cũng khó hiểu vì cậu này nhát gan sao lại dám giết người. Vào hôm Yoko đến nhà của Naoki hỏi chuyện, mẹ của cậu cứ buột miệng, thật không công bằng, nhưng bà ta chỉ là đang xót thương cho con trai mình ngu dại bị bạn bè lừa gạt, chứ nào phải thương hại cho nạn nhân. Yoko tiếp tục kể chuyện cho học sinh nghe. Vào ngày hôm đó, khi Chuya đang lên lớp học nhìn thấy Naoki liên tục viết đi chết đi trong cuốn vở như đang tức giận lắm, do đó mới mời cậu ta nhập hội, tham gia kế hoạch đi tìm người thử nghiệm chiếc ví gây giật của mình. Ban đầu chiếc ví chỉ có độ giật nhẹ nhàng, nhưng sau đó với tâm lý biến thái, Chuya đã tăng mức độ lên đủ để gây sốc điện. Naoki có nhắc đến cô giáo Yoko là mục tiêu thử nghiệm bởi hôm ở đồn cảnh sát, cô không tới mà thay vào đó là một thầy giáo lớp bên. Cậu cho rằng Yoko vốn là mẹ đơn thân mà lại chẳng có tâm với học sinh còn nhỏ tuổi, thế nên ghi hận trong lòng từ đó. Sau đó lại nhắc đến con gái của Yoko, nói rằng có lần nhìn thấy cô bé cho chó ăn và một lần khác nhìn thấy Yoko không chịu mua ví con thỏ cho con gái. Thế là cả hai quyết định mục tiêu thử nghiệm sẽ là cô bé tội nghiệp. Nhưng Chuya chẳng ngờ, vào lúc cô bé chạm vào khóa kéo của chiếc ví đã chẳng kịp hét lên tiếng nào đã ngã xuống đất bất tỉnh. Chuya vô cùng mãn nguyện với kết quả đạt được, còn Naoki chứng kiến lại sợ hãi vô cùng. Sau khi tác phẩm của Chuya khiến bé gái bất tỉnh, Naoki dùng sức ném chiếc ví sang nhà bên cạnh rồi vứt em xuống hồ bơi làm cô bé tử vong do ngạt nước. Phải vậy, Naoki mới chính là kẻ giết chết con gái của Yoko, người vốn trầm lặng ít nói và được đánh giá là nhát gan đã làm chuyện không thể tha thứ đó. Yoko biết rằng dù mình có tỏ tường sự thật và báo cảnh sát thì bộ luật ăn hại bảo vệ trẻ vị thành niên cũng trở thành lá bùa hộ thân cho hai con quỷ đội lốt người kia. Thế là cô quyết định đích thân trừng trị hai kẻ thủ ác. Cô đã tiêm máu có dính HIV của chồng vào hộp sữa mà họ vừa uống. Nghe thấy tin như bom dội ngang tai khiến cả lớp nhốn nháo, Chuya lợm giọng bịt mồm chạy ra khỏi lớp. Naoki sợ đến nỗi bất động nguyên tại chỗ. Nhìn thấy phản ứng bất ngờ của hai đứa trẻ khiến Yoko có chút thoải mái, cô thản nhiên rời lớp và kết thúc buổi tổng kết. Sau khi cô nghỉ dạy thì không hề xuất hiện. Phần đầu phim chính là lời thú tội của cô giáo Yoko, chúng ta cùng xem tiếp các lời thú tội tiếp theo nhé. Kỳ nghỉ xuân kết thúc, bắt đầu năm học mới, Naoki quá sợ hãi đã nghỉ học, còn Chuya vẫn bất chấp tất cả đến lớp như không có chuyện gì xảy ra. Một thầy giáo khác tên là Yoshiteru đã tiếp quản lớp này mà không rõ những đợt sóng ngầm đang diễn ra bên trong. Sau chuyện của Yoko, không khí lớp học vô cùng nặng nề. Vào một hôm, Yoshiteru đọc sách của chồng trước cưới của cô giáo Yoko, bỗng nhiên tất cả học sinh vỗ tay hoan hô, cứ như là họ đã quên sạch lời thú tội của cô giáo vậy. Yoshiteru mới nhận lớp nên vô cùng nhiệt tình, anh đề nghị mỗi tuần đưa lớp trưởng Mizuki đi thăm bạn học Naoki giúp cậu sớm trở lại trường. Vào hôm thầy giáo đưa Mizuki đến nhà của Naoki, mẹ cậu luôn miệng trách móc cô giáo Yoko, bà đổ tội cho cô đã đẩy con trai mình vào hoàn cảnh trầm cảm, tâm lý bất ổn. Sau lần biết mình uống phải hộp sữa có máu HIV, Naoki điên điên dở dở cả ngày chỉ biết khóa mình trong phòng, ánh mắt sáng quắc tẩy rửa đủ thứ trong phòng, nhưng bản thân lại chẳng chịu tắm rửa. Quay trở lại với thầy giáo Yoshiteru đầy nhiệt huyết, anh này lại cổ động học sinh viết lời cổ vũ tinh thần gửi đến Naoki, nhưng những lời đó lại như đổ thêm dầu vào lửa không có tác dụng mà còn khiến cậu ta điên loạn hơn. Còn Chuya đi học cũng chẳng vui vẻ gì, cả lớp quay ra đổ tội và bắt nạt nam sinh này. Ngăn bàn của cậu ngày nào cũng bị nhét đầy vở viết kín dòng chữ hung thủ giết người. Do Mizuki không tham gia trò chơi trừng phạt Chuya cùng với các học sinh còn lại nên cũng bị trở thành nạn nhân bị bắt nạt cùng. Cao trào vào lúc cả lớp ép hai học sinh này hôn nhau rồi chụp ảnh hò hét rất chi là mãn nguyện. Tối hôm đó, Chuya hẹn gặp Mizuki, cậu đưa cho cô xem tờ giấy xét nghiệm HIV để chứng minh mình không hề nhiễm bệnh. Tsujiki nói mình đã biết chuyện vì cho rằng cô giáo Yoko nói dối, nếu thực sự muốn trả thù thì sẽ không giảng cho kẻ sát nhân nghe về cuộc sống nhiều như vậy. Cảnh quay chuyển về lớp học, đám quỷ con đang vui mừng với chiến lợi phẩm. Chuya chẳng để tâm đến những lời lăng mạ mình nhưng không thể chịu đựng được khi Mizuki bị vạ lây. Vào lúc đám học sinh dương dương tự đắc chia sẻ cho nhau những bức ảnh hai người hôn nhau, Chuya đã cắt ngón tay và bôi máu lên mặt của đứa cầm đầu rồi cảnh báo. Sau lần đó tất cả tránh xa Chuya như tránh tà, không ai dám ho he trêu chọc họ nữa. Về phía Naoki, mỗi lần thầy giáo Yoshiteru xuất hiện là một lần khiến bệnh của Naoki tái phát nặng hơn. Mẹ cậu đành phải từ chối lòng tốt thừa thãi của thầy giáo và đuổi anh về. Và hôm mẹ của Naoki cứ ngỡ con mình đã bớt bệnh lại vô cùng ngỡ ngàng vì chính tai nghe thấy con trai thú tội giết người. Bà không dám tin cậu con trai ngoan hiền của mình lại chính là hung thủ. Vào lúc ôm bé gái lên, cậu đã nhìn thấy bé còn sống, con bé chưa chết. Nó mở mắt nhìn tôi nhưng tôi đã vứt nó xuống hồ rồi bỏ đi. Và hôm sau bà quyết định dùng cách khác để bảo vệ con. Bà viết thư tuyệt mệnh cho chồng, sau đó cầm dao đâm vào ngực của Naoki. Nào ngờ cậu ta phát bệnh, rút dao chém tới tấp giết luôn mẹ ruột. Câu chuyện này được cảnh sát tìm đến trường nói cho Mizuki biết tin xấu và muốn tìm hiểu sự tình. Cô gái liền nói là do Yoshiteru đã ép Naoki đến chỗ chết.
đó là những lời thú tội của Mizuki và một phần tội lỗi của Naoki. Tiếp theo là thời gian thú tội của Suya, mẹ của cậu là một học giả tiền đồ rộng mở, kết hôn với một người bình thường và sinh ra cậu. Nhưng sau này bà ta hối hận liên tục đổ lỗi cho Suya vì đã cướp đi cuộc đời hào quang của mình, ngày nào cũng đánh đập cậu bé. Và một ngày bố của Suya đã quá giới hạn chịu đựng bèn quyết định ly hôn. Mẹ bỏ rơi Suya và quay về với thân phận học giả cao quý. Bố cậu sau đó thì không lâu có vợ mới để cho Suya sống một mình trong nhà kho cũ kỹ. Cậu dù trong lòng căm hận nhưng vẫn luôn mong gặp mẹ mình. Để thu hút sự chú ý, cậu đã phát minh ra nhiều thứ kỳ dị để ngược đãi động vật rồi đăng lên trang cá nhân nhưng vẫn chẳng thấy mẹ xuất hiện. Suya định lợi dụng cuộc thi khoa học để làm mẹ mình chú ý nhưng chẳng ngờ lại bị tin tức hot hơn che mất. Thế là cậu quyết tâm dùng gen trộm thông minh của mẹ truyền cho mình để đi giết người. Lời thú tội của Naoki bắt đầu sau khi giết mẹ. Cậu cứ nghĩ Suya thực sự coi mình là bạn bởi vì trước giờ cậu không có bạn. Cậu đã quên sạch mục đích và vì sao lại tìm đến con gái của Yoko làm vật thí nghiệm. Chỉ biết nghe lời của Suya mà làm, chẳng ngờ vào hôm xảy ra chuyện, Suya lật mặt nói, mình chỉ lợi dụng cậu mà thôi. Những lời ấy đã kích thích cõi lòng tự ti của Naoki. Để chứng minh mình không vô dụng, cậu đã giết người với một nụ cười trên môi, mà chắc hẳn vào chính lúc ấy Naoki cũng chưa hiểu mình làm đúng hay sai. Sau vụ trả thù cô giáo Yoko, Naoki sợ hãi tột độ, chỉ biết dùng mùi hôi thối trên cơ thể để chứng minh mình còn sống. Vào hôm mẹ chuẩn bị tự sát, cậu đã ảo giác và coi mẹ là Suya rồi giết chết bà. Còn Suya lời thú tội của cậu vẫn chưa hết. Với sự trả thù của Yoko ngược lại đã làm cậu mãn nguyện, bởi cái chết do bệnh chính là điều cậu muốn, biết đâu như thế lại làm mẹ cậu chú ý. Còn Mizuki cũng chỉ là một thứ để giết thời gian. Sau lần Suya cảnh báo lớp, quan hệ của Mizuki và cậu trở nên thân mật, từ đó có thể kể thêm cho nhau nghe bí mật thầm kín. Mizuki nhìn thấu nội tâm của Suya nói rằng cậu đã bị bệnh yêu mẹ mình chứ đâu có bình thường. Suya nghe xong kích động và giết chết Mizuki. Cậu ta không biết rằng khi Mizuki còn sống đã gặp Yoko, phải tới sau khi giết cô bé và đọc nhật ký mới biết cô giáo tưởng đã kết thúc trả thù, ai ngờ vẫn ngấm ngầm ra tay. Qua nói chuyện cô biết được điểm yếu chí mạng của Suya chính là mẹ, và hành động cứu rỗi hai hung thủ của giáo viên Yoshiteru cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Anh này sùng bái chồng chưa cưới của Yoko nên cô đã lợi dụng điều đó ngầm hướng cậu đến thăm Naoki. Tiếp đến gợi ý dùng thư nạc xanh để nói trước lớp chuyện bắt nạt Suya, đồng thời yêu cầu các em dừng lại. Yoshiteru không ngờ chính điều đó đã làm dấy lên bạo lực học đường nghiêm trọng. Còn về chuyện tiêm máu HIV vào sữa có uống thì tỷ lệ nhiễm bệnh cũng gần như bằng không. Sau khi giết Mizuki, cậu đã phanh thây cô bé nhét vào tủ lạnh và cảm thấy cả hai chỉ như là đang tiêu tốn thời gian của nhau một cách nhàm chán. Vào lúc ấy, trang cá nhân của Suya bỗng nhận được một số điện thoại liên lạc của mẹ. Cậu không hề do dự chạy thẳng đến trường mà mẹ mình đang làm việc, nhưng lại dừng bước trước cửa phòng. Cậu muốn mẹ mình nhận ra tài năng của mình ở tầm mới hơn. Cậu quay về trường đặt bom tại lễ đường để đạt được mục tiêu vĩ đại. Cậu không hề thương xót mà hủy hoại toàn bộ ngần ấy sinh mạng trong trường, cuối cùng để cho fan trên trang cá nhân chứng kiến tất cả. Và hôm bế giảng, Suya đọc diễn văn nhận giải. Sau khi đọc xong, cậu bấm kíp nổ, nhưng lễ đường vẫn nguyên vẹn. Và lúc ấy, cậu nhận được cuộc gọi từ Yoko là cô đã xem đoạn thú tội của cậu trên trang cá nhân và lấy bom đặt trong lễ đường đem đi. Thực ra vào hôm đó, Suya vui vẻ chạy đi tìm mẹ thì không hề gặp bà trong văn phòng, mà biết được bà đã có gia đình mới. Cậu tuyệt vọng chạy khỏi đó và quyết định chôn vùi càng nhiều người càng tốt. Tất cả đều bị Yoko nhìn thấy. Sau khi Yoko tháo bom ở lễ đường và đặt dưới gầm bàn trong văn phòng của mẹ, Suya bấm vào kíp nổ. Người thiệt mạng chính là người Suya yêu nhất. Sự trả thù của Yoko quả thực đáng sợ. Yoko lúc này đã xuất hiện trước mặt cậu ta, nắm lấy tóc cậu ta vừa khóc vừa gằn từng chữ một. Đây là bước chuộc lỗi đầu tiên của cậu. Kết phim với một cảnh tối đen và giọng nói quỷ dị của Yoko, đùa thôi mà. Tất cả nhân vật trong phim đều đáng thương và đáng trách. Những lời thú nhận về tội ác của họ khiến khán giả gai người, nhưng lại thôi thúc chúng ta đi tìm giải pháp. Cô giáo và ba đứa trẻ này, chúng ta có thể cứu họ không? Thực ra trong số học sinh còn lại, Mizuki vốn là hung thủ trong vụ án nghiêm trọng nhất của vị thành niên vào thời điểm ấy. Đứa trẻ tự tay đầu độc toàn bộ gia đình mình. Tuy nhiên vì độ tuổi còn nhỏ mà cô được pháp luật khoan dung, nhanh chóng trở lại với lớp học. Naoki đã vô vọng trong quá trình hướng thiện, nhưng Suya may mắn hơn đôi chút khi được gặp Mizuki. Mizuki biết rằng em ấy không hoàn toàn độc ác, nói đúng hơn thì có hai nhân cách đặc biệt đang giấu trong cơ thể một đứa bé chưa trưởng thành. Một phần tâm hồn em đã chuốc độc cả gia đình, nhưng phần còn lại thì biết rằng làm thế là sai nên em muốn giang tay che chở và kéo Suya ra khỏi vũng lầy. Khoảng thời gian ngắn ngủi Mizuki bầu bạn với Suya khiến mạch phim chậm lại, nhân văn hơn, nhưng người xem đều biết cô bé này chưa đủ sức mạnh để làm nên chuyện. Giây phút Suya bóp cổ Mizuki, niềm hy vọng cải tà quy chính của cô bạn học đem đến cho cậu hoàn toàn tắt ngúm. Từ đó về sau, tất cả còn lại bầu trời xám xịt và những hàng nước mắt lan dài. Dù gì đi nữa, lời thú tội vẫn là một bộ phim tâm lý kinh dị cực kỳ tâm đắc của đạo diễn nổi tiếng Nakashima Tetsuya. Vào thời điểm ra mắt vào năm 2010, phim thực sự trở thành một cơn sốt ám ảnh. Đây là bộ phim không chỉ để thưởng thức mà còn để đánh thức những cảm xúc cần có của một thế hệ văn minh đang dần trở nên vô cảm ngày nay. Nếu thích nội dung này thì hãy like, share, comment để ủng hộ New Chúa Tể Phim nhé. Đừng quên subscribe để ủng hộ chúng mình nha.